Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trưa nay, tâm bão số 4 cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 340 km về phía đông đông nam với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 10 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía đông bắc có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 2 đến 4 mét, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa trong đêm nay và ngày mai, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, mưa rông ở diện rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối. Bão số 4 không ảnh hưởng tới khu vực Vịnh Bắc Bộ nên trong đêm nay và ngày mai thời tiết tại đây vẫn tốt, trời ít mưa, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khoảng gần sáng ngày 8 tháng 10, không khí lạnh tác động nên gió mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6. Do đó, việc đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần lưu ý tới tình trạng biển động nhẹ. Trong đêm nay và ngày mai, tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn vẫn duy trì thời tiết tốt. Dự báo từ ngày 8 tháng 10, khi có không khí lạnh tăng cường thêm từ phía Bắc xuống, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4, cấp 5, có mưa rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật cũng gia tăng. Với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai, trường gió Tây Nam ở mức cấp 4, sóng thấp dưới 2 mét nhưng có mưa rông không nhiều, chỉ xảy ra về chiều và tối. Đối với tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa rào rải rác và cục bộ có nơi có dông, nên khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật sẽ không nhiều. Tầm nhìn xa cơ bản trên 10 km, thời tiết khá thuận lợi trong những ngày tới. Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo trong 9 tháng đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã vượt giá trị xuất khẩu gạo cao nhất từng đạt được năm 2011, tương đương 3,65 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu gạo đạt giá trị cao là do giá gạo xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay luôn ở mức cao, đạt 553 đô la Mỹ một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí có thời điểm giá gạo Việt Nam xuất khẩu lên đến gần 650 đô la Mỹ một tấn. Trong 8 tháng, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Tiếp đến là Trung Quốc chiếm 13%, Indonesia đứng thứ 3 chiếm 12%. Ngoài ra, khu vực thị trường EU, châu Phi cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot trong giai đoạn cao điểm Tết. Giai đoạn cao điểm Tết được tính từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Ngoài ra, các hãng hàng không cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Trong đó, so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết năm ngoái và kiến nghị nếu có liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này. Theo ghi nhận, các hãng đã mở tổng cộng 6 triệu vé máy bay Tết 2024, nhưng mức giá rất cao.